Ở Việt Nam đang là giữa mùa hè nhưng tại New Zealand, thời điểm này đang là mùa đông giá rét. Trong buổi tập đầu tiên làm quen sân và thời tiết tại New Zealand để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023, các cô gái của đội tuyển Việt Nam phải mặc áo bu dông và tất dài chống rét trên sân Marlin Park. Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2023, sau khi ổn định và nghỉ ngơi tại nơi đóng quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Marlin Park, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với chủ nhà New Zealand, để làm quen với thời tiết và điều kiện sân cỏ tại đây. Nhiệt độ dưới 10 độ C và buổi tối tại Napier cũng có phần ảnh hưởng tới các cầu thủ. Tuy nhiên, toàn đội vẫn rất tích cực và nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của các huấn luyện viên để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thời tiết. Với nền tảng thể lực đã được rèn luyện trong các đợt tập huấn vừa qua tại Đức, Ba Lan và thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường, nhìn chung, toàn đội đang bắt nhịp tốt và hoàn thành các bài tập. Cả đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì chúng ta đã bay đúng cái lộ trình, dù rằng là chúng ta đến sớm so với quy định của FIFA. Tuy nhiên thì FIFA cũng đã cử rất là nhiều cán bộ cũng như là ở địa phương đã đón tiếp chúng ta rất là nhiệt tình, sắp xếp cho chúng ta cũng như là bố trí cho chúng ta tiếp tục bay xuống dưới Namibia này để chuẩn bị cho cái trận đấu tập huấn vào ngày mùng 10 tới đây giữa chủ nhà New Zealand và đội Việt Nam. Các cầu thủ rất là ý thức từ di chuyển đến ăn uống cũng như là chuẩn bị các cái đồ ấm đem theo để chúng ta không bị bất ngờ với cái khí hậu lạnh mà từ Hà Nội chúng ta rất là nóng để chuyển qua bên đây. Buổi tập chiều ngày 6 tháng 7 diễn ra nhanh trong vòng 1 tiếng với các bài tập cảm giác bóng. Ngày 7 tháng 7, toàn đội sẽ có 2 buổi tập sáng và chiều để tăng cường thể lực và lấy lại trạng thái tốt nhất cho hành trình sắp tới.